Hôm bữa hôm đó là mới khoảng tầm 5 giờ mấy 6 giờ sáng à, tự nhiên nghe sùm cái vụ gì đó ha, nghe gì cái bố người ta hiếp dâm hãm hiếp gì đó, tưởng cái vụ gì. Xong cái Nam mới biết là ha, có một cái thanh niên đó là 20 mấy 30 tuổi, với lại một cái cụ bà là khoảng 70 mấy gần 80 tuổi rồi, cụ bán trái cây đồ này nọ cái kiểu đó. Cái xong cái đi ra cái thấy hai người cãi lộn, cái hỏi ra mấy vụ gì mới biết là cái thằng này nó chê trái cây bả. Nó nói là có đâu, con có chê trái cây cô nào đâu, chứ sao mày đi ngang qua mày không mua thì thôi, mày nhìn mày còn chề môi nữa. Con bị mớm, mai mốt có đi ngang qua làm ơn cẩn thận nha, đừng có chề ra. Bây giờ nó vẫn còn là năm cũ, nhưng mà người thấy tôi bận gáo luôn. Có năm mới thì đều nào đâu trời. Không hề có không khí Tết hay là năm mới gì đây nha, không có nha mọi người. Nhìn cáo biết rồi. Hello con Quang Hưng nha, hello fan, chào bạn Nguyễn Tấn Quy chấm min nha, hello bà, hello bạn Phúc Lâm nha, chào fan, chào bạn Nguyễn Bình nha, hello em, hello bạn Bớt Nhảm Đi nha. Sao ông đặt cái tên giống như ông chủ vô trong mặt tôi vậy ông nội. Hello con Như Quỳnh, chào bạn Ngọc Hiếu, chào fan, chào bạn Lò Quốc Huy, bà đầu phím nộp mô, chào fan, chào ông già giữa mùa đông cô đơn lạnh giá, hello bạn Thanh Nhàn nha, hello em, chào bạn Nguyễn Bá Vũ nha, hello fan, hello bạn Hoàng Chuẩn nha, hello bà, chào bạn Ngọc Hiếu nha, chào fan hát bài khuấy động không khí. À, nhạc Tết thì em Hiếu Ba Lan của mọi người có bài để hát cho mọi người nghe. Chúng ta cùng tổng hợp và nhìn nhận lại một năm nha mọi người. Mấy bạn nào mà chơi TikTok, mấy bạn cáp cái này đi, có gì hả mấy bạn đăng lên để mấy bạn coi thử coi một năm mới qua mình đã bỏ sót gì nha. Alo alo, mừng Tết đến mình, mừng Tết đến mình, lại alo 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 alo, mừng Tết đến mình ngồi có một mình, cái ngờ u ngu nó tới thăm, cái đó cái gì vậy, cái kia cái gì vậy, tất cả đều có ở Bình Dương, và kính chúc mọi người, và kính chúc mọi người ăn ngon lành. Xin lỗi mọi người, cái tôi viết cái bài hát đó nhưng mà tôi chưa đánh được cái melody, tôi chưa đánh được cái beat của cái bài đó nữa, cho nên là nó bị khớp. Mọi người để tôi xíu tôi coi lại cái nha mọi người. Xin lỗi mọi người nha mọi người, mình viết cái mình quên á. Trời ơi quên, để hát lại. Già rồi mấy ông, dạo này già rồi trí nhớ nó đâu có còn minh mẫn giống như hồi xưa nữa đâu mọi người. Lại. Là học thuộc lại, giống như trả bài vậy đó. Và kính chúc người lộn, mừng Tết đến mình ngồi có một mình, cái ngờ u ngu nó tới thăm, cái đó cái gì vậy, cái kia cái gì vậy, tân ca đều có ở Bình Dương, và kính chúc người người ăn ngon lành, tô bên cạnh này em bán 600. Tết đến muốn lì xì được 400 triệu thì mới xuống dưới đây xà hôi mà xin, và kính chúc người người sẽ gặp lành, tết năm này Trang đi tù 2 năm. Tết đến đoàn tù cũng ở bên bếp hồng và nồi bánh chân xanh ngồi ăn bên trên lên. Happy New Year, Happy New Year mọi người. Không biết phải chị Trang đi tù 2 năm không nữa hay là không, tôi nhớ mang máng rồi mọi người. Tôi đồn thôi nha mọi người ơi, chứ tôi không có biết nha mọi người. Hello con Hoài An nha, hello bà, chào bạn Dây Dây nha, chào fan, chào con Bảo Quỳnh nha, hello em, chào bạn Thi Ngọc, chào bạn Vũ Tạnh, bà đầu phím nộp mô nha, hello bà, sổ tên em đi nếu, hello con Quanh Uri nha, hay sổ hay cái dễ quá. Năm mới mày đừng có để tao gửi những cái lời yêu thương cho mày nha. Nha, riêng mày nha con Trâm ơi, năm mới tao chúc mày sống dài như chó. Dạng sự thì như cơ quan sử dụng nữ. Tại tao có cái tích xanh nên tao không có tiền tao chữ mày á. Hello con Phước Toàn nha, hello bà, chào bạn Ly Trúc nha, chào fan, chào bạn Đinh Lê Thiện nha, hello em. Hello bạn Xuân Quân nha, hello bà. Hello con Châu Diệu nha, hello bà, đốt nhà chơi Tết đi nếu tao đốt cái nhà của mày đó khùng. Hello con Quang Vinh nha, mày khùng quá, mày đi đón năm mới giùm tao cái. Hello con Ảnh Quỳnh nha, chào fan, chào bạn Trần Phúc nha, hello bà. Chào em đi nếu em tên Mỹ An, hello bạn Mỹ An, bà đầu VIP nộp môn nha, hello em. Hello con Yến Thi nha, hello bà, chào bạn Trần Phúc nha, chào fan, chào bạn Em Bé Hà nha, hello em. Rồi thôi coi như là tao đến xuân về mà làm talk show thì talk show phải có gì, phải có kể chuyện. Nếu mà đang có mọi người không hả, làm lòng vòng hả, mất thời gian của mọi người nữa nha. Chúng ta sẽ tới với tiết mục kể chuyện nha mọi người. Lâu rồi, cũng khá là lâu rồi, cho nên là Hiếu Ba Lan đó mọi người chưa có làm những cái buổi kể chuyện. Thì những cái câu chuyện diễn ra gần đây thì Hiếu để dành lại để làm cái buổi talk show cuối năm này. Và bây giờ mình mới có cơ hội để mình kể chuyện cho mọi người. Nhưng mà trong một số cái live stream thì Hiếu cũng đã có kể rồi, cho nên là nếu mấy bạn nào mà có nghe rồi thì mấy bạn thông cảm nha, chịu khó nghe thêm lần nữa. Tôi biết ở đây có nhiều bạn nói trời ơi, tôi tính là kể cái xe đạp đúng không, cái nó trời ơi, cái xe đạp của ngày tao nghe rồi, tao nghe 8 lần, tao nghe trên YouTube, tao nghe trên Facebook, tao nghe trên TikTok, nghe rồi kể hoài. Mấy ông nghe, mấy ông chỉ nghe có 2 lần 3 lần thôi, chứ nếu mà tính ra mà tôi kể trên kênh livestream chắc tôi không biết chính xác là tôi kể biết bao nhiêu lần mấy cái vụ xe đạp tôi luôn rồi đó. Nhưng hôm nay tôi sẽ không kể những cái câu chuyện liên quan tới xe đạp cho mọi người, mà tôi sẽ kể những cái câu chuyện mà liên quan tới Tết đến xuân về. Mở màn cho cái buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kể về những cái kỷ niệm cũng như là những cái câu chuyện liên quan tới chợ đi nha mọi người.
Thì mẹ của em Yếu Ba Len là bán ở trong trong chợ chợ chiều, thì mẹ của tôi là xuất thân từ bán cá, cho nên là những cái cô dì anh chị em chú bác họ hàng của Hiếu á thì đa số là họ đều xuất thân từ ở trong chợ ra hết trơn á. Và em Yếu Ba Len của mọi người hồi xưa trong xóm á, tụi nó hay gọi tôi là thằng đầu bùi xó chợ. Là mấy ông biết được về cái mức độ chợ búa của gia đình tôi đó. Mà mấy ông nghĩ trong đầu của mấy ông đó nha, những cái người mà người ta bán buôn ở chợ á thì người ta nói chuyện rất là sợi lõi, người ta nói chuyện nói chung là nói chuyện rất là tục tiểu. Cái chuyện mà chửi lộn ở trong chợ hay là đánh lộn ở trong chợ là cái chuyện diễn ra hàng ngày như cơm bữa gì đó, nó diễn ra hàng ngày thôi à. À, sau đây tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái kỷ niệm này. Cái lần đó em Hiếu Ba Len đó, mọi người đang ở nhà xong cái là mấy cái bà bạn, mấy cái bà họ hàng của tôi đi qua thăm mẹ tôi á, thì đi qua kể chuyện, nói chung là mấy bà cũng tám với nhau thôi, tôi nằm trong phòng tôi nghe. Cái một cái bà đó bà nói lại, trời ơi Huệ ơi, Huệ mẹ tôi nha, Huệ ơi em có biết cái dạo này World Cup nè, rồi Tết đến nữa nè, giờ tụi nó ăn cắp ăn trộm đầy đường hết trơn, nó thấy ghê lắm. Cái mẹ tôi mới kể, trời ơi chị em có biết chứ cái vụ mà nó giật đồ cướp ở gần nhà 11 giờ đêm nè, em kể chị nghe. Cái bữa hôm đó là có bốn cái ông đó, ông nhậu trên cái đường Quách Điêu này nè, cái đường Quách Điêu cách nhà em Hiếu 2 km mọi người, nó diễn ra mới gần đây 1 tháng á. Mẹ tôi kể lại cho mấy bả phòng hờ, bốn cái ông đó đang ngồi nhậu như bình thường vậy đó, cái nói chuyện với nhau mà xỉn rồi ha. Chị nghĩ tới cái cảnh tượng mà xỉn tới mức này nè chị, một trong bốn ông đó mới nói là trời ơi cái này nó xỉn rồi, này nó yếu á, tao xỉn rồi nào, tao đô tao là ngàn ly không xỉn, nhưng mà từ từ mời cái tao đi kiếm cái điện thoại đâu, cái nó đâu mất đi rồi. Cái một ông còn lại mới nói, trời ơi là trời, vậy mà nói chưa xỉn xong dở không nội, ông có thấy điện thoại ông ở đâu đúng không? Giờ ông lấy cái điện thoại của ông, cái ông điện vô cái điện thoại của ông, nó reo chuông lên, là ông biết nó ở đâu chứ vậy? Trời ơi, nói vậy mà kêu xỉn, không chịu xỉn là sao? Trời ơi, không nghĩ ra luôn á cha. Trời đất ơi, dở ra. Điện thoại, lấy điện thoại mình gọi với điện thoại mình, là mình nghe rồi. Trời ơi là trời. Cảm ơn nha my friend. Là mấy ông biết được tới cái mức độ mấy ông xỉn rồi đó má. Cái xong cái ngã đằng xa có hai cái thằng đó, nó chạy xe nha mọi người, nó chạy xe máy. Nó một thằng đậu á, một thằng dựng bên kia, nó lựa mấy ông này xỉn, nó vô nó giật đồ mà. Cái ông này đang lướt điện thoại nè, đang lướt vậy đó. Cái nó lại gần cái ổng tưởng là nó vô nó nhậu chung với mấy ổng má. Ổng tưởng là bạn nhậu tới chơi. Cái nó vừa mới thò tay vô cái ông chụp tay nó lại luôn chị. Ông là chụp tay nó lại luôn. Cái xong cái lát nữa nói đang ngồi dở lỡ mới biết nó ăn cướp rồi chị. Trời ơi là trời. Bởi vì em nói bây giờ không có cẩn thận. Mai mốt mà có ai mà đi ăn trộm ăn cướp đồ á, đi từ xa người ta la đi, tao cướp nè, để tới gần người ta biết đường á, người ta đưa điện thoại cho mình giật, để như vậy đó, cứ tưởng vô nhậu không, không có gõ gàng biết đường đâu đỡ. Bốn cái ông đó quýnh hai cái thằng đó về dưới đất mẹ luôn chị, công an xuống nữa. Cái vụ đó gần trên đường Quách Điêu, bạn nằm ở đường Quách Điêu thì bạn sẽ biết cái câu chuyện đó đúng không? Sau khi mẹ tôi kể vậy xong á, cái bà còn lại đi chung với bà kia mới nói tiếp. Trời ơi, em nhớ là cái bà đó ông Huệ, cái bà mà cái mẹ đó, bà gì chị? Trời, cái bà đó đó nghe em, cái bà chị tính cãi nè. Cái bà mà bà bán kế bên em đó. Hồi đó mẹ tôi bán cá, bà bán kế bên. Nói bà ơi, giờ bà chuyển, bà nhớ là bà bán quần áo á, cái tính của bà thì chị em mình cũng biết rồi đó. Bà hay bán buôn xong cái bà có nhiêu tiền bà bỏ vô trong cái hộc tủ bà hết trơn đó. Bà để ở bừa bộn như đó, không có dọn dẹp gì hết trơn. Mới gần đây nha, bà bị cái chiêu trò. Có hai cái đứa đó là cái một nữ một nam, ủa một nam một nữ chứ chị nói lộn, chị nói lại, một nam một nữ nó vô trong cái chỗ sạp bán đồ của bả, nó chiêu trò bả, nó lừa đảo bả, nó vô nó chỉ cái này nó chỉ cái kia, nó mua cái này nó mua cái kia, nó tâm sự đời cho bả. Mà tính bà vốn cũng nhiều chuyện nữa. Thấy hai đứa nói tới cái bà hỏi khang, bà hỏi là hai đứa con quen nhau lâu chưa? Cái nhỏ con gái nó mới trả lời nói, trời ơi, tụi con quen nhau cũng lâu lắm rồi đó, chứ tính ra là tới nay là cũng một tuần rồi đó. Là biết về cái mức độ hai đứa nó quen nhau rồi đó. Cái nhỏ nó bồi thêm một câu nữa, cô nhìn đi, tụi con vậy ăn mặc sáng sủa đàng hoàng, nhưng mà con thương ảnh là chỉ do là thương hại ảnh thôi. Ảnh là con nhìn ảnh, con thấy ảnh vừa đẹp trai vừa nhà giàu, nên con thấy tội nghiệp, con mới yêu ảnh á. Không ấy cho em té chứ được không? Không ấy ở đây có cái anh nào mà vừa đẹp trai vừa giàu không? Không ấy cho em thương hại với. Má mày sao mày hay thương hại, mày hay dễ quá. Nó chỉ bà lấy cái quần, nó chỉ bà lấy cái áo, xong nó đợi bà sơ hở mọi người. Nó vô cái nó trộm tiền của bà bỏ cho bà bỏ trong cái hộp, bỏ trong lớp hết trơn. Nó quơ một cái, nó quơ hết gần triệu mấy của bà.
xong giờ bà rút kinh nghiệm á, cái bà gom bà bỏ hết tất cả cái cọc tiền lại, bà bỏ hết tiền lại, bà gom lại con cọc bà cột dây cung á, nó lụm luôn lần rồi quậy. Bốn tư là tư phú tương, không biết hát gì hết nhưng mà rất là chi buồn cùng cô nha. Thôi coi như là cái của đi thay người nha cô, lần sau rút kinh nghiệm nha má. Thôi coi như là cái của đi thay người thôi mọi người ơi, của đi thay người, của đi thay người. Alo 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 alo, 1 2 3 4 alo. Không làm mất thời gian nữa, chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái series kể chuyện nữa nha mọi người. Mà hồi nãy thì Hiếu vừa mới kể tới những cái câu chuyện giống như là những cái kỷ niệm ở dưới chợ đúng không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những cái kỷ niệm tiếp, những cái kỷ niệm ở chợ nữa. Đang bắt đầu xe đi chợ, chợ nhiều lắm mấy má, nhiều. Tôi nói thiệt chứ nếu mà chỉ kể về cái xe đi chợ thôi, tôi có thể ngồi kể gần 1 tiếng đồng hồ cho mọi người chưa hết chuyện nữa. À, hồi nãy thì cái bà đó là bà bị gom tiền sau khi mà bà rút kinh nghiệm. Bà rút kinh nghiệm là để bà gom tiền lại một cục đúng không, mới giật luôn đúng không. Tôi kể với mấy ông nghe, cái bà lâu rồi, cũng chắc cỡ cũng đây cũng lâu lắm rồi á. Cái bà đó là cái bình thường á, mấy bạn có biết những cái người lớn á, những cái người mà kiểu như là những cụ ông, cụ bà á, mà người ta bán buôn á, là người ta sẽ bỏ tiền ngay cái đai lưng quần của mình không. Xong sau đó nó có một cái túi nhỏ ở đây nè, cái cột kim cúc lại đó. Cái bà đó bà bán gì tôi không nhớ nữa. Ở trong chợ cái bà cột kim cúc lại nè, bà cột đai lưng quần lại, bà ngủ nó tuột, bà còn có cái quần xì không. Không biết là cái giờ này bà ở phương nào nữa. Cho nên là nếu mà mấy bạn nào mà để tiền, cất tiền đồ này nọ đó, hãy làm ơn cẩn thận nha. Đặc biệt là nếu mà mấy bạn đang đi cool down á, để ý cẩn thận nha. Tôi nói thiệt, coi chừng rất là dễ bị kẻ gian nó móc lớp đồ này nọ cái kiểu đó. Ghê dữ lắm má. Trong chợ á, là cái lúc mà giờ tôi lấy cái chợ Lạc Quan nha mọi người. Tại vì cái chợ Lạc Quan là cái chợ tôi ra nhiều nhất. Cái chỗ giáo xứ Lạc Quan luôn, trên đường... đường nói đường tên gì ta, cái Hiếu sẽ lấy cái móc cái chợ Lạc Quan ở trên đường Trường Chinh nha mọi người. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những cái kỷ niệm trong chợ đó. Hôm bữa hôm đó là mới khoảng tầm 5 giờ mấy 6 giờ sáng à, tự nhiên nghe sùm cái vụ gì đó nghe gì cái bố người ta hiếp dâm hãm hiếp gì đó, tưởng cái vụ gì. Xong cái nam mới biết là có một cái thanh niên đó là 20 mấy 30 tuổi, với lại một cái cụ bà là khoảng 70 mấy gần 80 tuổi rồi, cụ bán trái cây đồ này nọ cái kiểu đó. Cái xong cái đi ra cái thấy hai người cãi lộn, cái hỏi ra mấy vụ gì mới biết là cái thằng này nó chê trái cây bả. Nó nói là có đâu, con có dê với cây cô nào đâu, chứ sao mày đi ngang qua mày không mua thì thôi, mày nhìn mày còn chè môi nữa, con bị mớm. Mai mốt có đi ngang qua làm ơn cẩn thận nha, đừng có chè ra những cái chuyện mà rất là vô tri trong chợ. Cái này mới vô tri nè má, cái này nó mới còn vô tri hơn nữa nè. Ở trong chợ tôi có một cái mấy bạn nha, cái bà nội với lại đứa con mà trước tôi kể cho mọi người nghe đó. Cái kiểu như đó mà những cái người mà người ta lớn rồi, người ta cỡ 70 tuổi rồi thì người ta đâu có rành về công nghệ mình đâu. Những cái thiết bị mà về điện tử hay là iPad, iPhone, điện thoại thông minh đồ này nọ, người ta đâu biết mấy cái đó. Cái bữa hôm đó là bà đang bán trái cây nha mọi người. Bà dọn cái sạp trái cây đó mà kiểu như là bà bắt một cái ghế bố, bà không có ra ngoài bà ngồi bà bán nha, mà bà bắt cái ghế bố bà ngồi trong nhà, bà trông đó bà nhìn gì nè để coi có ai mua đồ không á bà bán. Cái hôm đó có một cái cô đó, cổ khoảng tầm chắc cỡ 30 mấy 40 tuổi nha mọi người, cổ đứng ở bên cái sạp bán trái cây của bà luôn. Cổ không có mua, cổ đứng ở ngoài cổ nói chuyện, mà cổ nói chuyện qua cái bluetooth nè, cổ nói chuyện qua bên cái lỗ tai của cổ gì nè. Thì bà ở trong bà nghe cổ nói, hai người nói đâu có liên quan hay là ăn nhập gì đâu. Cổ đứng ở ngoài cổ nói mượn tiền á mà không có trả gì hết trơn á, cái thứ gì á đừng có tưởng lớn tuổi là tôi không nói gì tới trơn nha, mượn được thì trả được đi chứ già rồi chứ sao kỳ vậy, tại vì không có ăn không rồi ngồi cái bố tôi không nói hay là cái gì đó đi, mất cả khả năng lao động đi, đằng này còn có sạp trái cây bán nữa mà sao không trả tiền cho tôi vậy. Tôi nói nha, tôi cho 3 ngày á mà không trả tiền cho tôi nha là tôi muốn giang hồ Mỹ Đen tới, cho dù 70 80 nó cũng hãm hiếp như bình thường đó nha bà. Trời, bà ngồi trong bà nghe nó như vậy, bà tưởng nó chửi bà. Mọi người, má bà ra bà đứng bà chửi nó, trời ơi bố hàng nước ơi, ra đây mà coi nè, con chó này nó chửi tôi nè. Mày sống ở đời mày nhiêu tuổi mà tao già rồi mày cũng không tha nữa mày. 70 tuổi, 80 tuổi mày muốn Mỹ Đen về hãm hiếp tao có. Mày nói cho tao mừng, tao mở cửa tao đón đó. Mày đừng có ngậm máu bung mừ nha.
Má mày, rượu mài mày không muốn uống, mày muốn uống rượu nho cái gì? Bà này vẫn tiếp tục chửi trong cái bà mượn tiền nha. Còn cái bà bán mà ở trong bán trái cây á, bà vẫn tiếp tục bà ngồi bà chửi cái bà này mọi người. Chửi ngồi nữa cái là kiểu như là lời qua tiếng lại lớn quá rồi. Lớn quá xong cái là người ta nghe, cái người ta chạy lại người ta nói: "Trời ơi bà ơi, cái vụ gì mà bà chửi cái gì mà chó gì tùm lum hết vậy bà? Bà sao vậy bà lớn rồi bà sao cái mỏ bà hổn quá vậy? Má chắc già chạc bà quá." Chú ơi, chú lại đây chú coi nè. Cái bà này á, bà tới bà không mua trái cây thì thôi đi, bà còn chửi tôi. Bà chửi lên, bà sờ chửi xuống, bà nói thuê người á xuống hãm hiếp tôi. Hơi mỹ đen. Chú coi, chú lấy lại công bằng cho tôi đi. Xong cái hai người đi ra, cái chú này mới nói: "Trời chị ơi chị, bà cũng 70 mấy 80 tuổi rồi, cái lỗ chắc vợ như cái hang sơn đòn rồi, sao mà chị mất dạy quá vậy? Má gì tục tiễn quá vậy, sao chị chửi bà?" Cái chị nghe: "Ủa, em nói chuyện với chị à? Chị chữ bà hồi nào đâu? Hồi nãy giờ á chị nói chuyện qua khá cái bluetooth đó, thấy chưa? Nó chữ bà nữa kìa. Nó chữ bà nữa kìa, con nghe. Con đứng nghe cái này con nghe luôn đó, nó chữ bà nữa. Nó bà nói chuyện bình thường, bà chữ bà hồi nào bà nội nó nói bà kìa, ngu thì cút. Thôi má. Bà nói là bà nói chuyện qua cái bluetooth. Sao bà lớn rồi, bà nghe dẻo quá. Má đó bà nói ngồi nữa, chứ không có bà chửi bà đó mà tôi quýnh bà luôn á. Đi ra kia chơi, mẹ nó. Sao lớn rồi bà báo không vậy? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái series kể chuyện trong buổi tối ngày hôm nay bằng một vị khách mời đặc biệt nha mọi người. Mẹ nè, sau đây tôi sẽ mạn phép tôi mời mẹ tôi lên để mẹ tôi sẽ kể cho mấy bạn nghe về những cái chiêu trò, những cái màn lừa đảo nha. Trước khi mẹ tôi vô thì tôi sẽ kể cho bạn nghe sương sương về một xíu về cái tình hình xã hội và cái xóm của tôi về cái mức độ gọi là lừa đảo nó như thế nào nha mọi người. Thì trong xóm của em Yếu Ba Len của mọi người có một bà được gọi là bà Năm. Bà Năm là tổ trưởng của cái tổ dân phố của em Hiếu Ba Len của mọi người. Cho nên là bình thường mà những cái chuyện gì đó mà liên quan tới trộm cắp đồ á, là bà sẽ đi tuyên truyền và bà sẽ đi nói cho mọi người dân trong xóm để biết hết. Và câu chuyện diễn ra cách đây chưa tới 1 tháng nữa thì cái bà Năm á, bà tổ trưởng xóm tôi á, bà đi tuyên truyền lừa đảo nhưng bà bị lừa đảo nha mọi người. Mặc dù tôi thấy tôi rất là khốn nạn và khá mất dạy, nhưng sau đây tôi vẫn kể lại cái câu chuyện mà bà tổ trưởng của tôi đi tuyên truyền lừa đảo nhưng bà bị lừa đảo nha mọi người. Bữa hôm đó bà đang đi bộ như bình thường nha mọi người. Bà đang đi ngang qua một cái ngã tư và có một cái chị đó, gọi là cái chị đi, chị chạy tới gần cái chị nói: "Trời ơi bà Năm ơi, con dâu của bà Năm đó." Là kể đúng tên nha, kể đúng tên của cái bà con dâu của bà Năm luôn. Nói diễn tả đúng luôn, bận đồ màu gì, ra đường mặc cái gì. Nó mới vừa trúng vé số độc đắc đó mà để quên cái tiền ở nhà rồi. Người ta nói là bây giờ phải đóng 3 triệu thì mới lãnh được 2 tỷ về đó bà Năm. Con dâu của bà Năm á, nó mua 10 tờ nó trúng tới 20 tỷ. Đúng rồi, con dâu của tôi đó, con dâu của tôi từ hồi trước giờ nó chưa có bao giờ mà nó làm cái gì mà khiến cho tôi buồn hết trơn á. Con tôi xuống đi, mày đi ra đi, tao chở mày đi cho nó lẹ. Bà Năm đâu có biết là bà Năm vừa mới đặt một nửa cái thân mình lên trên cái chuyến xe trộm cắp, chuyến xe lừa đảo đâu má. Bà Năm vừa mới bước lên, nó chở bà Năm đi một cái gieo, nó chở vô trong bụi tre, nó lột hết tất cả tiền của bà Năm, nó trấn lột bà 3 triệu mấy. Mấy ông nghĩ tới 1 giờ mấy, 2 giờ trưa mà tự nhiên nghe tiếng la tức anh: "Trời ơi cứu tôi, trời ơi cứu tôi." Tiếng la tất tanh của bà tổ trưởng tôi sau khi đi một vòng đi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trộm cắp và lừa đảo nha mọi người, giải cứu bà Năm. Ồ kể vậy không biết bà Năm bà có qua bà quýnh tôi không nữa má. Bà Năm tôi là tổ trưởng tổ dân phố đó. Ủa mẹ, mẹ không vô mẹ kể chuyện cho mọi người nghe về phòng chống tệ nạn xã hội vậy mẹ? Sao kỳ vậy? Mẹ của em Yếu Ba Len của mọi người không có vô đi kể cho mọi người nghe về phòng chống tệ nạn xã hội nha. Thôi thì tôi thay mẹ tôi kể cho mọi người. Chắc có thể là mẹ tôi ngại về cái câu chuyện về tổ trưởng cái nãy. Mẹ tôi dặn tôi là đừng có kể cái câu chuyện đó trên livestream. Nhưng mà mình kể có sao mình nói vậy. Xui quỷ. Rất là xin lỗi mẹ vì những cái câu chuyện chuẩn bị sắp sửa mình kể, tại vì sẽ là bóc phốt chị Huệ nha mọi người. Dành cho mấy bạn nào mà chưa biết á, thì chị Huệ của mọi người cũng đã một lần bước vô trong cái con đường mém một xíu nữa gọi là đa cấp đó.
Hồi đó thì mẹ tôi có tham gia vô trong một cái hiệp hội bán buôn sữa đó mọi người. Thì cái sữa đó tên là Herbalife. Con đọc đúng tên không mẹ? Đúng, sữa Herbalife đúng không? À, mẹ có thể cho mọi người, mẹ có thể chia sẻ cho mọi người biết một xíu là hồi đó sữa Herbalife đó bán bao nhiêu tiền không? Gửi trà luôn à, 1,3 triệu 50. 1,3 triệu 50 là mình sử dụng được trong bao lâu chị? 15 ngày. 15 ngày hết là mình mua nữa hả? Đúng rồi. Ừ. Và cái chiêu trò của chuyên viên Sale Herbalife nó diễn ra như sau. À, mỗi người như vậy á, khi mà bán cũng như khi giới thiệu được một người á, là sẽ được giảm giá và khuyến mãi bao nhiêu đó phần trăm. Cho nên là mình càng đi tư vấn cho những cái người bạn của mình và càng đi lừa đảo, lừa lọc các kiểu á, thì cái tỷ lệ mình được giảm giá càng cao. Và mẹ tôi á, hồi đó mẹ có giới thiệu được cho ai không mẹ? Được. Hồi đó mẹ giới thiệu được cho mấy người vậy? Thì mẹ có em yếu ba len của mọi người ha, sau như cái lời nói ngon ngọt á thì mẹ tôi dụ được mười mấy người xung quanh xóm của mẹ tôi uống về cái đó nha mọi người. Thì cái đó nó là sữa với trà, khi mình uống vô á thì sẽ giúp cho mình khỏe khoắn trong người, với điều kiện đơn giản là mình chỉ cần ngủ trong vòng 8 tiếng thôi. Và để có thể gọi là nâng cao cái sự tin tưởng của mọi người hơn nữa đó, thì mẹ tôi có một cái câu tư vấn như thế này nè, để tôi đưa dẫn chứng cụ thể cho mấy ông coi, kẻo mấy ông nói mẹ tôi nói xạo. Đây, mấy ông đợi tôi xíu nha, mình phải có dẫn chứng đàng hoàng nha mọi người. Mẹ tôi nói một câu nghe xanh rờn tới giờ tôi còn nhớ. Mẹ tôi nói cái sữa Herbalife đó, Ronaldo nó còn uống nữa. Cái tôi nói trời ơi mẹ khùng điên quá. Cái mẹ tôi đưa cho tôi coi cái ảnh này nè. Đây nè má, mẹ tôi đưa cho tôi coi cái ảnh này nè. Và quả thật cái hũ đó là Herbalife nha, nhưng mà cái tay của Ronaldo nó méo một xíu thôi. Và cũng bởi vì cái ảnh này mà mẹ tôi đã có thể đi lập lừa cũng như là giới thiệu được mười mấy người tham gia vô cái con đường Herbalife của mẹ. Mà mẹ lấy cái tấm ảnh đó ở đâu vậy mẹ? Mẹ tôi nói là mẹ tôi lấy được cái tấm ảnh đó từ Facebook của Ronaldo nha mọi người. Thật sự là không thể nào mà có thể tin nổi, không thể nào mà có thể chấp nhận nổi được cái câu chuyện này luôn á. Mai mốt mà mấy bạn nào mà nhà có người lớn làm ơn cẩn thận nha mọi người. Nếu như mà hết ba hoặc mẹ của mấy bạn mà có rơi vô cái con đường đa cấp như này á, thì Hiếu hy vọng là mấy bạn nên dành một xíu thời gian để tư vấn cũng như là nói cho ba mẹ của mình biết, để ba mẹ của mình đừng có rơi vô trong cái con đường đó nha má. Kẻo ông ơi là hơn bà lai nữa đó. Ronaldo có nhận quảng cáo cho sữa này mà Hiếu. Ủa có thiệt hả? Ủa có hả? Ủa có không? Ủa có thiệt không vậy? Ủa có thiệt hả không? Ủa có thiệt không vậy? Ơi mà nếu mà có thiệt vậy nó đâu cũng phải là đa cấp đâu. Ủa thiệt không vậy? Ông đừng có làm tôi hoang mang nha ông nội. Cái hơn mà lại này luôn nên có thiệt hả? Ủa có hả má? Ủa có hả ta? Ủa có thiệt hả mẹ? Ủa sao mà có được trời? Sao mà có được? Sữa Herbalife, cái sữa Herbalife viết sao vậy mẹ? Cái chữ Herbalife viết sao vậy trời? Herbalife. Herbalife. Ủa có thiệt hả? Nè cái hũ nó nè, dễ mình chết. Có luôn đó. Chứ để mày cái nó đa cấp về buồn ghê. Ủa có thiệt luôn hả mọi người? Đây nè mọi người, mẹ tôi có cái hũ Herbalife thiệt luôn nha. Ôi trời đất ơi. Ủa để tôi ra tôi xin lỗi mẹ tôi cái mọi người. Ủa
Ủa sao anh Bảy lại nhận quảng cáo sữa này trời? Không tin được luôn á. Trời ơi, tin được không? Không tin được luôn á mọi người. Trời ơi, tin được không? Trời ơi, tin được không? Không có tin luôn má ơi. Trời đất ơi, trừ một chị Huệ. Vậy là xin lỗi chị Huệ thiệt rồi. Không, vậy là chị Huệ nói đúng rồi nha mọi người. Nên là nếu mấy bạn nào mà có nhu cầu mấy bạn uống sữa Herbalife á, thì mấy bạn có thể nói chung là mấy bạn chỉ cần ngủ đủ 8 tiếng thôi là mấy bạn sẽ thấy mình khỏe khoắn trong người nha mọi người. Hello con Ngọc Hiếu nha, hello fan, chào bạn Nguyễn Khang nha, hello bà, chào con Nguyễn Hoàng Bảo, chào bạn N.Quỳnh nha, chào fan, chào bạn Thanh Tiểu Năng nha, hello bà, hello bạn Ngọc Nguyên, chào bạn Anh Thư, chào fan, chào bạn Trần Quang Thức nha, hello em không biết mà còn hay gây dẻo à, xin lỗi được chưa, xin lỗi được chưa, tôi cứ tưởng là đa cấp thiệt má. Ai ôi vậy thì ồ để tôi xin lỗi. Hay do tôi ha thiển cận, do tôi ha gần năm mới rồi mà tôi không có ý thức được, tôi xin lỗi được chưa. Nhân dịp nay cũng có talk show mà, thì xui gỗi chứ thôi. Tính là khá mang cái sự quê của chị Huệ để kể cho mọi người nghe tới tiếng cười ai về mình quê. Mình xin lỗi được chưa. Và đương nhiên khi mà hồi nãy là mình đang kể tới đâu rồi, kể về những cái câu chuyện liên quan tới trong chợ búa đồ này nọ đúng không, thì còn rất là nhiều các câu chuyện ở trong chợ nữa, mà cái câu chuyện, những cái câu chuyện này thì Hiếu kể rồi nên là Hiếu chỉ kể sương sương lại cho mọi người nghe thôi nha. Cái câu chuyện mà sắp tới tôi kể cho bạn nghe là một những cái câu chuyện lần đầu em Hiếu Balen có mọi người tham gia vô trong cái con đường đánh lộn, cái con đường đánh đập. Thì hồi đó tôi có cái biệt hiệu là đầu bùi số chợ mà mọi người. Cái lần đó tôi đi với lại cái ông anh họ của tôi, là kiểu như là mình đi vô trong chợ để mình trông đồ á, mình trông đồ cho chợ. Mấy bạn phải biết một cái, ví dụ mà mấy bạn muốn đi chợ vào lúc 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng, 6 giờ sáng, thì đồng nghĩa với cái việc là những cái người mà người ta bán ở chợ á, là người ta phải bán là khoảng là trước đó là phải 3 giờ mấy, 4 giờ sáng người ta mới nhập đồ về rồi, đúng không? Thì mấy cái người 5 giờ sáng, 5, 6 giờ sáng người ta mới đi được. Nhưng mà nếu mà mấy bạn nào mà nhập, mấy cái người ngoài chợ người ta nhập hàng khoảng 3 giờ sáng, 4 giờ sáng mà không có những người trong á thì sẽ bị mất đồ. Hồi đó bà cô Năm tôi là bà bán rau củ quả với lại ngũ vị hương á, mấy cái gia vị đồ này nọ đó, nên là rất là dễ bị trộm. Cái lần đó là tôi với ông anh họ ngồi trong, thì có ba đứa nữa nó cũng trong y chang như vậy luôn, thì được trả tiền nha mọi người, được trả tới 20.000 một xíu, có 2 tiếng đồng hồ à. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất là bình thường nha, đang diễn ra rất là bình thường, không có bất kỳ một cái gì gọi là cái điểm nhấn luôn. Cái tự nhiên cái ba thằng quỷ bên đó nó chọi đá qua bên hai đứa tụi tôi, là hai đứa tụi tôi là thấy cọc rồi đó, bực bội trong người đó, không có còn vui vẻ đâu á. Cái ông anh họ của tôi đứng lên đặt bàn nói ba bùi, tụi mày biết tụi mày không có coi á Hiếu Lê Bà Lan ra gì hết trơn á, tụi mày có thiếu coi, tụi mày có thấy Hiếu Lê Bà Lan đứng ở đây không, tụi mày mà chọi một lần nữa nha, tao nói thằng Hiếu Lê Bà Lan qua quýt chết mẹ mày đó. À, sau một cái màn mà giới thiệu đầy sức hút và cái hùng hồn của cái ông anh họ tôi á, thì chuyện gì tới cũng tới má, tụi nó chọi tiếp. Mà cũng ngên, cái bữa hôm đó quýnh lộn là ba đứa tụi nó không có tràn vô quýnh hai anh em tụi tôi luôn, mà chỉ cho để ra là solo 1 với F1 thôi. Cái thằng đó thì nó lùng hơn tôi, nhưng mà được cái là người nó be hơn, người nó kiểu như là nhìn đô hơn đó mọi người. Cái ra quýnh lộn ban đầu tôi vẫn có thế nha, cái nát nữa cái nó vật cái là cái tôi ngã, tôi nằm xuống dưới nền luôn, cho nên là mình bị mất thế đó, mình đâu có thể nào mình đục hay mình nắm được gì nó đâu. Cái tôi sảng quá, cái tôi quơ đó mọi người, tôi quơ trái, tôi quơ phải, tôi quơ tới, tôi quơ lui, cái tôi quơ sao cái tôi nắm vô á. Ha, đang quýnh lộn vậy đó, cái tôi nắm vô được hai cái cục đó của nó ha, cái tôi giật để tôi đứng lên á ha, tôi thấy nó không có ra đòn nữa. Cái xong cái lát nữa tôi định đòn lại là tôi mới biết là tôi bóp vô trong hai cái trái trứng đó rồi đó má. Để kết thúc nhanh tôi hỏi nó, tôi giật hay mày thua chưa, mày thua chưa, mày thua thì mày lên tiếng đi, mày nói thua đi tao thả ra. Tôi không nghe nó nói gì hết trơn á, tôi tưởng nó cứng cáp má, tôi tưởng nó là cái dân anh hồ, dân giang hồ anh chị, ai dè là nó đau quá nó nói em nổi má. Má tôi mà bóp một cái nữa chắc nó chạy lên cái cần cổ, cái trên đây có ba cái trái khế luôn. Sao hay ra dễ quá. Cho nên á là tôi có một cái câu châm ngôn như vậy: nam tử hán đại trượng phu, đánh lộn không lại cứ bóp vào. Nam tử hán đại trượng phu thời 4.0 á. Ha, cho gửi lời xin lỗi tới cái bạn hồi đó quýnh lộn trong chợ nha. Cái lần đó là cái do tôi kiểu như là bị mất phương hướng á, và tôi không có còn định hình cụ thể nữa, cho nên là tôi lỡ tay tôi bóp trúng hai cái trứng cút của bạn. Bạn thông cảm bỏ qua cho tôi.
Hello con Sắm Sắm nha, hello bà em Hiếu trẻ trâu. Hồi đó còn chơi nhiều cái còn trẻ trâu hơn cái này nữa má. Hello con Hoàng Tú nha, chào em, chào bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh nha. Hello bà cu không biết ổn không, không biết còn sống không nữa má. Hello con Trâm Đặng, chào bạn Nguyễn Huy nha, chào em. Alo tất cả các bạn nào mà đang coi cái livestream này thì Hiếu xin chúc mấy bạn có một buổi tối có livestream vui vẻ và nhiều may mắn nha mọi người. Mấy bạn đừng quên, mấy bạn tiện tay để lại một like video ủng hộ cho Hiếu nha. Sao cái micro không dây vậy anh? Trời ơi, cái micro này không những không dây nha em, mà cái micro này không những không dây đâu nha. Nhìn nè. Không những không dây mà mình tháo luôn cái đầu này ra mình nói chuyện còn nghe nữa. Thấy ghê không? Nè để xa ra nha, để xa ra. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với lại livestream mình trong buổi tối ngày hôm nay. Vẫn nghe đúng không? Các bạn biết tại sao? Tại cái micro nằm đây mà má. Cái này mới là cái mic nè, còn cái này là khá lừa đảo thôi, đánh lừa thị giác mọi người. Cái này má nó đánh con chó còn chết nữa chứ đừng nói cái micro. Nhân dịp Tết đến xuân về chúng ta hát một bài tạo không khí nha mọi người. Mừng Tết đến mình ngồi có một mình, cái ngờ u ngu nó tới thăm. Cái đó cái gì vậy, cái kia cái gì vậy, tất cả đều có ở Bình Dương. Và kính chúc người người ăn ngon miền tô bành cành. Và kính chúc người người ăn ngon miền tô bành cành này con lấy 600. Tết đến muốn lì xì được 400 triệu thì đi xuống dưới đây xa hôi mà xin. Và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết năm này Trang đi tù 2 năm. Tết đến đàn tù cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh cùng ăn bên chinh linh. Ba năm bán chè 500 một chén, xì ke thấy ghiền sạch chén vô mua. Ba nói rằng 500 đô một chén, xì ke thấy ghiền sạch chén, đòi lòng xì ke hết tiền sạch chén đi ra la 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 la. Mấy bạn nào có tiền cho xì ke mượn 500 đô ăn tô cháo bà ba đi má. Ai có tiền thì cho xì ke mượn đi chứ tôi không có tiền đâu nha. Hello con Nguyễn Thanh Trúc nha, hello bà, hello con Khánh Lâm nha, chào fan như cả lời. Sao năm mới không có dành cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp dễ trơn vậy của đường dây ơi. Chào bạn Nguyễn Trần, hello bạn Nguyễn Trần Hoàng Huy nha, chào fan nghệ sĩ độc lạ Bình Dương. Không, tôi không phải là độc lạ Bình Dương nha, tôi là độc lạ Bình Phương cạnh huyện bậc tổng hai cạnh góc vuông. Hello con Nguyễn Minh Tuấn nha, hello bà, hát lại cho em edit với anh Hiếu ơi, em lỡ quên bấm quay video hát hoài má. Cũng mệt chứ trời, từ nãy giờ nói liên tục không có ngừng nghỉ luôn. Thôi để xin uống miếng nước cho mọi người. Mấy bạn nào mà đang coi cái livestream này mà chưa có bấm share video về trang cá nhân á thì mấy bạn tiện tay mấy bạn cho Hiếu xin một share video về trang cá nhân nha. Nay là nhân dịp talk show nè, mấy bạn nào mà share về trang cá nhân tí nữa sau buổi livestream này thì Hiếu trời ơi, thì Hiếu đi thả tim cho nha mọi người. Alo 1 2 4 alo. Rồi để tiếp tục với lại cái series kể chuyện talk show này thì hồi nãy là mình đang kể về những cái kỷ niệm trong chợ đúng không? Nếu mà nói tới kỷ niệm trong chợ thì tôi cũng có nhớ đến những cái người họ hàng của tôi nữa, tại vì đa số là những họ hàng của tôi là bán trong chợ không. Cái nhân vật chính trong cái câu chuyện ngày hôm nay không phải là ai xa lạ hết mà chính là một người họ hàng, nhưng mà cái người họ hàng này là cái người họ hàng xa nha mọi người. Để cho mọi người có thể hình dung được về cái nhân vật chính này thì tôi xin lật cái da phả tôi ra một xíu nha. Ba của em Hiếu là con thứ 7 thì ba tôi được gọi là ông 7. Rồi ba của tôi có một cái người anh thì người anh Tư, thì tôi gọi cái người anh Tư của ba tôi là bằng bác Tư. Bác Tư mới có một người vợ tôi gọi là bác Tư gái. Bác Tư gái có một cái người em họ nữa thì gọi cái người tôi gọi cái người em họ đó là cái gì đó tôi cũng không biết nữa, nhưng mà cái nhân vật chính là cái người em họ của cái bác Tư gái, vợ của cái bác Tư trai và là anh Tư của ba tôi, được chưa? Rồi đó, giờ mọi người hình dung ra được, mọi người hình dung ra được về cái nhân vật chính trong cái câu chuyện này chưa? Rồi, thì cái nhân vật chính trong cái câu chuyện này của chúng ta có một cái tinh thần đó là làm lụm cực khổ, kiểu như là gọi là rất là chăm chỉ cần cù để làm công làm việc đó, nhưng mà chỉ có một cái thiếu sót thôi, đó chính là bà Kiền đánh bài má. Và có một cái kỷ niệm mà tôi nhớ hoài không bao giờ quên với bà, đó chính là cái kỷ niệm bà chở cho đứa con bà đi đánh bài nữa má.
À, nhưng mà bà nói chuyện rất là nhây, kiểu như bà vui á. Bà tuy là nghèo nhưng mà người ta vui tính, người ta yêu đời lắm. Bà có chạy một cái chiếc xe đạp mà cái chiếc xe đạp đó rất là tàn rồi. Tôi nhớ một cái lần đùa của bà, người ta hỏi là ủa sao không để dành tiền mua cái xe đạp mới đi. Cái bà mới nói trời ơi cái xe đạp này ba em đưa lại cho em đó anh. Ông mới chạy có hai lần à. Cái một lần á là ông chạy kháng chiến chống Pháp, cái lần sau ông chạy ông kháng chiến chống Mỹ, cái ông đưa cho em nè. Trời ơi, mới xài hai lần chứ mấy. Vui là biết cái bà đó, bà có khiếu hài rồi đó má. À, tôi nhớ là hình như là cái hồi đó là bà làm cái trông trẻ, mọi người, bà trông trẻ giùm mấy cái nhà xung quanh đó, mà bà cũng có con nha. Cái đứa con của bà mới có biết nói à, nó nhỏ xíu rồi nó có biết mẹ gì đâu. Bà ghen đánh bài, cái bà chở đi đánh bài hàng ngày luôn. Những cái người mà người ta đánh bài chung với bà đó, người ta riết cái người ta quen luôn rồi, người ta thấy đứa nhỏ là người ta quen luôn rồi đó, người ta không có nói nữa. Cái bữa hôm đó xui rủi mọi người, đang chơi đánh bài như bình thường á, đang đánh tiếng lên hay là chơi binh sập sám gì đó không có nhớ, cái công an ập vô thì công an đánh bài không cất tiền đi, công an hốt hết tiền, hốt luôn mấy cái người đánh bài nhỏ đang chơi á, hốt nhỏ lên đồn luôn. Đây là đâu vậy? Con là ai? Hồi nãy em đang đi với mẹ con, cái giờ con ở trong tù à? Hỏi gì kỳ vậy? Má ác dữ lắm. Người gì tàn ác gì chứ. Mai mốt mà đi đánh bài thì làm cái gì đó thì đi một mình thôi. Sao mà người ta nhỏ rồi mẹ cũng không mang theo nữa. Thì cái người nó tàn ác thiệt. Hello con Sẩm Tuấn nha, chào fan, chào con Nguyễn Nhã nha, hello bà, hello bạn Đặng Trung Hiếu nha, chào fan, chào con Di Bùi nha, hello em, hello bạn Thu Hà nha, chào fan, sao không tua được vậy Hiếu ơi, má ơi, má tối rồi má, khuya vậy mà má đòi tua lại nữa, hay dậy quá. Hello con Nguyễn Hải Long nha, hello bà, thử tắt đèn live stream đi Hiếu, tắt đèn live stream kể, để tắt đèn live stream kể chuyện cho. Bà ba bán chè 500 một chén, si ca thấy ghiền, sách chén ra mua. Ba ba nói rằng 500 đô một chén. Cái súng đất dò tôi rồi đó má. Si ke thấy tiền, si ke hết tiền, xanh chén đi vô la 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 la. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? Ủa đâu mất tiêu rồi trời? Đợi tôi xíu rồi, mọi người ơi. Ủa đâu mất tiêu rồi? Bây giờ á Tết đến xuân về rồi, cho nên là mọi người phải cẩn thận đề phòng trộm cắp nha. Bây giờ rất là kinh dị và kinh khủng. Mấy ông mà sơ hở, mấy ông không để ý kỹ nó trộm nó hết đồ mấy ông luôn á, chứ mấy ông đừng giỡn. Thôi giỡn thôi, chứ ai nỡ cướp bé bò đi. Thôi giỡn thôi. À, con chào cô chú, con chào các bạn nha. Chúc cô chú các bạn có một buổi tối có live stream vui vẻ và năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cô chú và các bạn đừng quên để lại một like video ủng hộ cho gia đình con nha. Cái tối ngày lấy anh bò ra làm trò đùa không à. Chứ mà không trả tiền cho anh bò. Ây da. Chứ nếu mà không trả tiền cho anh bò trên kênh live stream này chứ thiệt, có tôi cũng không biết là anh bò có chịu làm không nữa. Anh bò đỡ lấy là anh bò không đỡ. Trời ơi là trời, anh bò yếu. Em có nói rõ ràng là anh bò khá đỡ nè, chứ đâu phải là em đâm trực tiếp đâu. Anh bò yếu thiệt luôn á. Thôi cái này thôi anh bò đừng trách anh bò. Cái này có trách là tại trách anh bò phản ứng chậm lên bò ơi. Này có trách là trách là bò phải ngấn chậm thôi mọi người, sao trách tôi được. Thôi má mày, nay để sức tôi kể chuyện đi chứ tao mệt quá. Đợi xíu ha, để kể chuyện cho mọi người nghe đi. Hôm nay talk show mà, nãy giờ kể chứ cũng tổng 4 mấy phút rồi đó. Đợi xíu đi nha, có gì để có sức rồi giỡn sao. Mệt quá, sao hay gây dễ quá. Mình nghĩ với lao xíu đi mọi người. Mình nghĩ với lao xíu đi.
mình nghỉ giải lao một phút rồi mình bắt đầu kể tiếp. À, cái những cái câu chuyện kế tiếp là chúng ta sẽ kể về những cái lời đồn nha mọi người. Dạ, có cũng khá là nhiều những cái lời đồn, nhưng mà mình nghỉ giải lao xíu đi. Hello con Kim Hạnh, hello bạn Kim Hậu nha, chào fan đi Cool Down, đi Hiếu Lê Bà Lăng ơi. Ôi, nay là ở nhà đón năm mới và talk show chung với mọi người rồi, nay không có đi ra ngoài đếm Cool Down. Mà tôi nghe là người ta đi ra ngoài người ta đếm Cool Down, sau đó người ta bị xỉu ngoài kéo lê vô được kìa. Hello con Mai Anh, chào bạn Ly Trúc nha, chào fan mở ngạc nhạc nghe đi ông già. Hello con Dũng Trần nha, hello bà già. Chào bạn Chia Phương Thùy nha, hello em. Hello bạn Kiều Duyên nha, chào fan, chào bạn Dương Thị Kim Tỏa nha, hello bà. Hello con Hồng Hạnh, chào fan, chào bạn Cậu Lập Ba Len nha, hello em. Hello con Trần Khang, chào bạn Ngân Ba Tô nha, hello bà. Giỡn chi cho nó mệt, bây giờ nãy ngồi không kể chuyện thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với lại những cái lời đồn nha mọi người. Những cái lời đồn đoán ở trong xóm cũng như là những cái lời đồn đoán xung quanh cuộc sống của tôi mà tôi gặp phải nha. Cái câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất chính là cái câu chuyện lời đồn của Bảy ở trong xóm. Thì mấy bạn cũng biết là những cái người mà người ta là con gái, thì tôi không biết ở đây là có mấy bạn nữ nào mấy bạn có cái style, cái thời trang mấy bạn bận đồ giống vậy không. Có nghĩa là mấy bạn bận cái quần. Cho nên là hồi đó ở trong xóm tôi có một cái chị đó là hả, chị vừa mới chuyển về trong xóm của tôi chị ở. Chị bận cái đồ y chang như cái style mà nãy tôi nói với mọi người là chị bận cái quần cục vậy đó, xong cái sau đó cái chị bận cái áo thun dài che lại đó. Cái Bảy về Bảy đồn với hả mọi người trong xóm là hả, chị đi làm gì đó mà tối chị về chị không có bận quần xì. Ê đâu, chị không có bận quần. Bà Bảy bà nói vậy xong cái là lúc đó tôi mới có mười mấy tuổi, tôi không biết mẹ gì đâu ha, tôi đi ra ha, tôi ngoài bụi tre đó tôi ngồi tôi rình coi thử có phải thiệt là chị đó không bận quần không ha, mà ha, tôi nhìn ha, đâu có giống đâu. Bảy bà xạo, Bảy bà lớn rồi mà bà toàn nói mấy cái tin rất thiệt không à. Hồi đó bà đồn tôi mấy cái vụ mà tới giờ tôi còn nhớ nữa. Hồi trước cha tập lái xe đạp, hồi trước mình lái xe đạp mà nếu mà cái lần đầu mà chạy xe đạp á thì đa số mấy bạn sẽ chạy cái chiếc xe đạp ba bánh đúng không. Hồi lúc trước tôi tập xe đạp tôi cũng chạy xe đạp ba bánh gì đó mọi người. Cái xong cái lần này là đang chạy tập như bình thường nha, mình đang chạy ngoài cái đường lớn, tôi không biết là ở đâu ra đồn thổi tới cái tôi đụng xe, tôi đụng vô cái chiếc xe container. Mọi người nghe trong đầu mọi người nói trời ơi đụng vô xe container vậy thôi chết mẹ rồi còn gì nữa nuôi đúng không. Nhưng mà tôi đụng vô cái xe container nó đang dừng mà tôi khóc bù lu bù loa vậy đó. Xong cái tôi không biết ai đồn đó, cái Bảy nghe, cái Bảy chạy về nhà, trời ơi chết con đỉ mẹ con Huệ rồi. Chạy về cái mẹ tôi đang nằm võng, trời ơi giờ này mày còn nằm ở đây nó Huệ, thằng Hiếu đó con mày đó nó đụng vô cái xe container á, văng xa 20 mét. Trời ơi mày ra mày coi nó con sao không kìa. Trời ơi mẹ tôi nghe Bảy nói vậy mẹ tôi cũng cố, mẹ tôi á tất tần tật chạy ra dép còn không kịp mang nữa, chạy ra đó cái thấy tôi nằm ở đó. Cái nó ủa sao còn sống nha, không phải là Bảy nói con nó bị xe container đụng văng xa 20 mét kìa. Đụng cái nết Bảy văng á mẹ, sao lớn rồi mà sao báo không vậy. Tôi tính kể thêm cái câu chuyện mà Bảy đồn hả lúc mà chơi 5M nữa mà thôi kể rồi không kể nữa. Hello con Lê Thái Bình, trời ơi là trời, tôi nhớ tới cái câu chuyện này là để tôi kể cho nghe. À cái câu chuyện này vừa mới diễn ra gần đây nha mọi người, chắc cách đây 2-3 tháng gì đó. Em Hiếu Ba Lan của mọi người rất là thích đi xe buýt. Để cho mấy bạn mà biết về cái mức độ mà tôi thích đi xe buýt nó như thế nào á, thì ở đây á có nhiều lúc á mà tôi rảnh tới mức á là một ngày đi nha, một ngày mà Hiếu nghỉ livestream hoặc là Hiếu không có làm gì hết trơn á, thì cái ngày đó tôi ngồi xe buýt, tôi chỉ đơn giản là tôi lên tôi mua một cái vé xe buýt đó và tôi ngồi hết cái trạm xe buýt đó xuống, rồi sau đó tôi bắt ngược cái xe buýt đó lại, đi ngược lại cái điểm hồi nãy đó, là mình sẽ ngồi được xe buýt mình đi đường ở trong Sài Gòn khoảng tầm ít nhất là mấy bạn cũng phải đi được 2 tiếng mấy tới 3 tiếng. Mà bạn còn được hưởng máy lạnh nữa, mà bạn trả không có bao nhiêu tiền hết. Hồi lúc mà còn đi học sinh đó, thì một vé chỉ có 2.000 hay 3.000 thôi, không có tốn bao nhiêu tiền hết đó. Đó tôi thích đi xe buýt tới vậy luôn á. Xong cái lần đó là tôi đi xe buýt lên trên công ty của tôi, mà kiểu như là cũng khá là may mắn là tại vì tôi được ngồi gần hai cái cô buôn gánh bán bưng. Thì hai cô là kiểu như là hai cô đi bán hàng nhiều đó, một cô bán vé số và một cô bán, mấy bạn biết mà, cái người mà người ta quải cái đòn gánh mà người ta bán như là cái mắt kính nè, rồi người ta bán về hả đồ cắt móng tay móng chân, rồi người ta bán về mấy cái đồ xe bông gòn xe lỗ tai đồ này nọ đó, đó hai cô.
À, vừa mới ngồi lên là bà cô bán vé số lên trước thì không có chuyện gì diễn ra hết. Xong rồi sau đó tới cái bà cô bán cái quải này nè, bà gà cách một bến rồi, cái bà mới tới. Cái hai bà gặp nhau, cái hai bà quen, cái hai bà mới nói: trời ơi chị ơi, hôm nay chị đi đâu mà nay đi xe lên Bến Thành nữa vậy chị? Nói: trời ơi chị đi bán buôn nè, em á dạo này bán được không? Bà này đang hỏi cái bà bán vé số nha. Cái bà bán vé số mới nói: trời ơi, dạo này em có bán buôn được gì đâu, mà chị biết cả cái bà chức không? Cái bà chức mà hay bán vé số đó, mà bà cũng hay, tính ra là bà cũng hài, bà bán được quá trời vé số luôn, tại bà nhiều người biết tới, chứ cái nghề bán vé số này cạnh tranh dữ lắm chị. Ha, em nghe nói là bây giờ muốn bán được là mình phải có tiếng tăm kìa. Em đi lên trên chỗ phố đi bộ mình nè, em tính đi ra ngoài em đăng ký em nhảy cho người ta biết tới em nhiều xíu. Em đăng ký ghép đôi nữa chị. Ơi, nhưng mà em đăng ký ghép đôi như vậy thì em cần phải có nghệ danh chứ. Em đặt chưa? Dạ em đặt rồi, nghệ danh của em là Kiều Nữ Dâm Đảng. Nghe cái nghệ danh của em là biết chuẩn bị em nổi tiếng rồi đó em. Em giỡn với chị vậy thôi. Hay chứ chị đi đâu đây? Hôm nay á chị đi lên trên đây ha, chị bán buôn nè. Tuy á là chị nghèo nhưng mà chị thích đi đó đi đây. Chị ha đi tìm mấy cái chùa hay mấy cái đình đồ này nọ đó, hay chị cúng chị bái. Tính của chị tuy là chị nghèo ha nhưng mà chị sống hướng Phật. Trời, tôi nghe bà nói tới vậy cái kiểu như là cái mình tập trung vô cái lời kể của bà luôn á mọi người. Cái bà nói mấy lần chị đi bán á nha, em thấy cái mắt kính này không, em thấy mắt kính của chị không, mắt kính đen này, chị bán cái có 20 à. Mà mấy lần chị đi ngang qua chị thấy mấy cái đứa nhỏ đó, nó không cha không mẹ không nơi nương tựa, nó đi bán vé số mà nó đâu có thấy đường đâu, mắt nó sụp xuống vậy nè. Chị sợ người ta khinh thường nó, chị sợ người ta miệt thị nó, chị lại chị cho nó cái kính đó mà nó hay lắm em, nó không có lấy. Ha, chị hỏi sao con không lấy vậy, cái nó nói là thôi con cho con cái kính màu hồng đi, cái kính màu đen hơn con không lấy. Trời ơi tội nghiệp đúng không chị. Ủa chị, em tưởng nó bị mù chị. Nó giả bộ đó em. Ha, có mấy lần á chị có thấy mấy bé nó không nói chuyện được, nó khiếm khuyết á em, cái chị cho nó kẹo xin gum á, hay nó cười nó nói với chị không có ăn kẹo đâu, sợ bị sâu răng, nó căm nó. Bây giờ trong cái xã hội này nó lập lùa dữ lắm. Trời ơi, mới hôm bữa kìa, chị đang đứng đèn xanh đèn đỏ nha, cái bạn chị chở chị đi, chị lại chị thấy cái ông đó tội nghiệp lắm, tay chân ông cũng lành lặn nhưng mà đang thu lùi à, chắc là ngày nào cũng ngồi xin tiền cái đèn đỏ nè. Cái chị lại chị tính cho tiền, cái chị móc ra chị thấy chị còn có tận 100 không à, chị không có tiền lẻ chị cho ổng. Cái chị nói: cụ ơi, con với cụ có duyên á nhưng mà không có phận rồi, con dính cho cụ tiền mà con hết tiền lẻ rồi, tính cho cụ 20 mua đồ ăn sáng. Cái cụ buồn buồn, cụ cúi mặt cái cụ đi, cái chuẩn bị đèn xanh cái cụ đưa hả chị 80 hả chị. Tôi chưa hiểu chuyện gì, chị tưởng là cụ ấy chê chị nghèo, cụ cho chị 80 chứ ai dè cụ mở miệng ra cụ nói thôi kệ không sao hả, cụ có tiền thối nè. Hả, bữa hôm đó mà chị không bận nha là chị dẫn cụ đi chùa để xóa nghiệp rồi. Giờ em kể chị nghe, nó có nhiều cái mà không có biết đường mà mình mò trong cuộc sống đâu nha chị. Gần kế bên nhà em nha, con cái nó lọc lừa, nó lừa đảo, nó nói cha, nói mẹ nó. Em ở kế bên nhà em luôn. Cái thằng đó nó vừa mới mở miệng ra, nó nói chuyện với mẹ nó là em biết nó chích xì ke, em biết nó chơi đồ luôn á chị. Nói trời ơi sao mà em biết vậy. Chứ chị nghĩ coi, nó đi đâu nó chơi, cái nó về nhà cái nói mẹ nó bán cái nhà đi. Giờ bán nhà đi, hai mẹ con mình chia tiền, về quê mở tiệm kinh doanh. Cái nó ủa, thì hai mẹ con thấy không được vậy thì sẽ về bán nhà kinh doanh cũng được mà. Sao em nói nó chơi đồ? Chơi đồ chị ơi, chắc chắn chị có chơi đồ thôi. Em nói chị nó ở đâu? Ở kế bên nhà em. Mà em ở đâu? Em ở nhà trọ. Nó cũng ở nhà trọ. Nó kêu mẹ nó bán nhà đi, hai mẹ con chia tiền. Mẹ nó thiệt chứ. Hồi nãy em quên á, không mà bữa nó em chạy qua em nói với bà chủ nhà, hơi cất chìa khóa vô, hay chứ không thôi nó bán luôn cái nhà ổng á. Sợ lắm chị, hay giờ thời buổi giờ không biết đường đâu, hay mình đỡ. Ai với ai mình không biết ai với ai đâu chị. Hay cái dễ quá. Không thấy ai đuổi hai bà này xuống xe buýt được không? Hello con Công Lý nha, hello bà, chào bạn Huỳnh Tuy Ngân nha, chào fan, chào bạn Tuyết Mai nha, hello em, hello con Ánh Dương nha, hello bà, có chuyện kể hoài. Ủa nghe rồi hả? Tính ra câu chuyện này tôi kể ít lắm luôn á. Hello bạn Nguyễn Thắng nha, chào fan, chào bạn Khang Vĩnh nha, hello em, hello con Nhật Tân nha, hello bà. Cái câu chuyện này mới là cái câu chuyện kể hoài nè, nhưng mà tôi kể rất là nhiều lần. Đây, cũng đi xe buýt.
cái câu chuyện này là hồi nhỏ lắm rồi nha mọi người. Cái lần đó là đi xe buýt mà tôi nhường ghế cho một cái người lớn, thì mấy ông nghĩ đi, mình được học trong một cái môi trường giáo dục của nền Việt Nam của chúng ta, kính trên nhường dưới. Em Hiếu Ba Len có một người lên trên một cái chuyến xe buýt, lúc đầu là chưa có ai đi đâu, xong cái khoảng tầm mà chiều á, học sinh ra với lại mọi người đi làm ra rồi đó, là bắt đầu là xe buýt nó đông rồi. Cái xong có lấy được hết ghế, em Hiếu Ba Len có một người đứng ngồi nha. Đầu tiên là tôi ngồi trên cái ghế, xong cái tôi thấy có một cái cô đó, cô lớn tuổi rồi, tôi mới nói dạ cô ơi thôi cô ngồi ghế của con đi. Cái tôi đứng ra, cái tôi đứng lên tôi cầm cái cây đó, cái xong cái lát nữa cũng có một cái cô đó luôn, cái cổ đi lên nữa, cái cũng có một cái anh thanh niên đó, anh ra anh nhường ghế cho cô. Mà nhìn anh thanh niên nó chất lắm mọi người, ảnh là tập gym, nhìn một phát một là biết dân gym mờ luôn á. Cái tai của ảnh con chuột, ảnh nó bự như cái đầu của con bò vậy đó. Ảnh bận áo sát nách để lòi cái đùm lông để lòi cái đùm lông nách vậy nè. Mà tôi nói mấy ông dân gym mờ mà người ta vừa mới đi tập thể dục về nữa thì nên người ta đổ mồ hôi, người ta khá đổ luôn mồ hôi nách nữa. Cái ảnh cũng đứng ha, ảnh cầm cái cây vậy nè, ha, tôi cũng đứng tôi cầm cái cây vậy nè. Cái lát nữa cái tôi cuối vậy nè, tôi coi thử coi là tới trạm tôi chưa, cái tôi đang cuối vậy chưa thấy tới trạm tôi, bác tài xế đạp thắng một cái tôi thấy tới cục cức tôi luôn. Tôi ấp nguyên cái mặt tôi vô trong cái dòng nước sông quê của ổng. Hôm bữa đó theo trí nhớ của tôi là như mình có bị dính một cái cọng lông nách ở trên mặt nữa hay sao á. Cái tôi cầm ra cái tôi chuẩn bị tôi nói, cái anh nói không có phải như em nghĩ đâu, em đừng có suy nghĩ vậy, không có phải như em nghĩ đâu, cái này là hái tóc của anh đó. Tôi cầm một cái cọng mà nó lông cái nó quăng còn hơn lông con chó, tôi nhìn lên tóc ổng rất là buồn. Cái tôi nói ủa nè sao nó quăng vậy, anh nhượm mà anh uống mà anh uống con cọng chơi anh chơi trend thôi đi cha. Sao khổ quá, sao gà dẻ quá, cuộc đời của tôi hủy nách rất là nhiều nha. Rồi còn cái thêm một cái đợt mà hủy nách ở trong cái tiệm nét nữa. Cái lần đó là chơi nét mà tôi bị kẹp giữa hai ông, mà hai ông đó là cũng làm ở trong cái xưởng luôn mọi người. Mà nói chung bản thân của tôi cũng là người hôi nách chứ không phải là cái gì mà mình cãi nha. Thì ý là hôi nách thì mình xài lăn nách đi, nhưng mà cái bữa hôm đó là hai cái ông đó là vừa mới làm trong cái xưởng đó luôn. Tôi thấy có ba máy, mình máy một máy hai máy ba đi, thì tôi ngồi đụ đồng máy, tôi ngồi máy giữa, tôi để cái máy hai máy hai bên đó tại tôi không có muốn ai ngồi gần nhau hết trơn. Cái hai ông đó ngồi kẹp tôi luôn. Một cái ông bên đây thì chỉa tay tôi nha, tôi ngồi đây, tôi nha, chỉa tay qua vậy nè, tay tôi đây, tôi đây nha mọi người, chỉa tay qua đây, ê, ha, có thuốc không, cho tao xin điếu thuốc. Cái lấy được điếu thuốc xong cái ông bên kia đây, ha, không quẹt nè, ha, quẹt đi, ha, chăm cho tao điếu thuốc rồi. Thôi, má nó hửi nách biết lớn nổi luôn á, tưởng nách thủ không má. I've been cold for so long. One touch.